chụp cả công nhân tư này. Vâng. Sợ nó thử máu này. Không ra bệnh gì, không có nguy hiểm. Anh ấy là căn số, có nghĩa là mình căn số mình bị hành. Hành thì trong cái giai đoạn này là nó hành, có nghĩa là con anh phải hiểu rằng là hành, có nghĩa là có người người ta hành về bệnh tật, có người hành về điên đảo. Đấy, như của anh ấy đang trong tình trạng là cơ hành, hành theo cái kiểu là anh không được thật tính. Đấy, có nghĩa là bây giờ mình thế này, chốc mình thế khác. Xong rồi hai nữa là anh phải hiểu rằng là bây giờ là tất cả mình phải cố gắng. Đấy, có nghĩa là mình phải cố gắng thì mình mới vượt lên. Còn bây giờ là mình không cố gắng là mình không vượt lên được. Đấy, bây giờ là tất cả mọi thứ là anh không được nghĩ ngợi gì nhiều. Mà anh phải nghĩ là anh là người bình thường để còn làm ăn. Đấy, còn bây giờ mình cứ nghĩ là mình có căn số, xong mình cứ nghĩ là người loại nhập, người kia nhập, thì là rất là mệt cho anh. Đấy, nên là theo như em này, em khuyên thật. Thế nên là anh phải tin, tin những cái gì em nói với anh. Là anh phải ngẫm, phải nghĩ và phải tin ở nhà mình có căn số, nhưng mình phải cố gắng, mình phải vượt qua. Còn bây giờ lúc nào mình cũng nghĩ mình căn số, lúc nào mình cũng nghĩ mình bị hành, lúc nào mình cũng nghĩ mình bị đày, lúc nào mình cũng nghĩ là cô cậu nhập, thì mình không thoát ra được. Thì dần dần mình càng bị điên, càng bị rồ, càng bị hành. Thế theo như em thì là anh phải bớt những cái suy nghĩ đấy đi. Mà mình phải suy nghĩ là mình phải khỏe mạnh này, mình phải cố gắng này, vượt qua này, cái giai đoạn này này. Xong rồi mình còn phải nuôi vợ, nuôi con, phải đi làm. Thế bây giờ mới có, anh là bốn mấy? Mới có 36 tuổi, đấy, tuổi còn trẻ. Thì là bây giờ là phải cố gắng thì mới được. Còn bây giờ mà mình cứ nghĩ là mình bị hành xong rồi cứ đi hết đây cùng đó. Một là nó tốn tiền, mà không giải quyết được cái gì đâu. Đấy, bây giờ anh đi là anh phải có tiền mới đi được chứ. Gì gì phải có tiền đổ tiền xăng, đúng không? Thì không có tiền thì làm sao mà có xăng đi được xe. Đấy, bây giờ cứ đi như thế này thì nó sẽ khổ thân anh ra. Đấy là em khuyên thật. Những ai đến với nhà em là những lời của em nói là toàn những lời chân thật và những lời thật lòng của em từ đáy lòng phát ra cho các anh. Đấy, còn bây giờ anh cứ nghĩ là anh có căn số, anh cứ nghĩ anh thế nọ thế kia này thì là anh không khỏi được bệnh đâu. Đấy, kể cả anh có mở phủ ra đi chăng nữa anh cũng không khỏi được bệnh. Đấy, kể cả anh ngày sang tháng anh bảo là, có nghĩa là hôm nọ là anh bảo nhá, là cô ơi cô, con muốn nhờ cô giúp đúng không? Nhưng em từ chối ngay. Đấy, em từ chối ngay, em bảo thôi bây giờ đường xá là xa xôi. Anh ở tận Hải Dương, đúng không? Sang tận Thái Bình này thì là đường xá là xa xôi. Hai nữa là nói thật với anh là như vậy là bản thân anh bây giờ đang là người không có tiền. Đấy. Và hai nữa, đấy em nói tiếp này. Hai nữa là anh có tiễn căn trình đồng hoặc là anh có trả mã bốn phủ anh cũng không khỏi được. Em cam đoan với anh là rất khoát bệnh của anh không khỏi. Đấy, không tiến được căn mà không trả mã được tứ phủ mà anh phải khai đàn mở phủ. Thì cái khai đàn mở phủ này nhà cô thì nói thật với anh là, nói thật với anh như anh, ví dụ anh không có tiền hoặc là anh muốn làm thì là cô sẽ trợ giúp cho anh. Nhưng đến với cô mở ra là như cô là mở ra anh là anh không khỏi đâu. Cho nên là cô không nhận. Đấy, thế nên là cô chỉ muốn anh là anh tìm một người thầy, có nghĩa là cái người thầy đấy sẽ như vậy là hợp cung hợp mệnh anh, và như vậy là để cho anh khỏi được bệnh. Còn bây giờ là lập lá là chắc chắn là mình rất là khó khăn, chứ không phải là mình mở phủ ra mình được ăn lộc bói. Đấy, mình mở phủ ra để làm gì? Để cho cái bản mệnh của mình được bình thường, sức khỏe của mình được bình an, gia đạo mình tốt. Nhưng anh nhờ cô là cô không nhận. Đấy, cô chỉ khuyên anh là anh về Hải Dương anh, anh tìm một người thầy hợp cung hợp mệnh anh. Ví dụ anh không có tiền, anh bảo cô ơi cô, bây giờ con mở phủ, con khó khăn, cô xem tí nào cô giúp con, trợ giúp con một vài triệu, cô sẵn lòng cô giúp. Nhưng cái mở phủ này cô không nhận cho anh. Đấy, anh hiểu chưa? Không mai mốt rồi lại bảo là cô ơi, con đến con nhờ cô thế nọ thế kia. Nhưng thật sự người nào giúp được cô mới giúp, còn người nào không giúp là cô không giúp. Như ca của anh là cô không giúp được, là cô không nhận nữa. Đấy, cho anh khỏi khổ. Không mai mốt mở phủ cho anh xong rồi, như vậy anh không khỏi được bệnh, nó khổ thân anh ra. Anh vừa mất tiền mà vừa không khỏi được bệnh. Nghe rõ chưa? Thế nên là cô không nhận ca của anh là anh phải hiểu rằng là cô không chữa được. Đấy. Rồi. Mai mốt rồi như vậy là
nó thế nọ thế kia, nó mệt ra. Còn cái khỏi bệnh hay không lại còn phải, anh phải hiểu rằng là lộc thầy nhưng phúc phải chủ. Khỏi được hay không cũng phải do anh nữa. Đấy, thầy mở, thầy nào mở ra cũng muốn các anh khỏi được bệnh. Nghe gì chưa? Nhưng còn cái phúc nhà mình, phúc nhà mình có gặp được không? Phúc mình có tốt không? Đấy, chứ không phải mở ra ngày mai khỏi được bệnh nữa. Không khỏi được là rất là tội. Đấy, thế nên là anh phải tin tưởng rằng là như thế nào, mình còn phải có phúc. Nếu phúc nhà mình gặp được thì mình sẽ được thành công. Còn nếu không thì mình phải chấp nhận. Đấy, thế nên có người người ta phải tái phủ đi, tái phủ lại. Người ta phải xây khăn đi, xây khăn lại là như thế. Thế nên là riêng ca của anh là hôm nọ anh có ngỏ lời. Hai anh em là có ngỏ lời. Là cô ơi cô mở phủ cho đúng không? Cô giúp cho. Nhưng thật lòng là em không nhận. Đấy, em không nhận ngay từ đầu. Chứ không phải đến ngày hôm nay. Là em báo anh ngay từ hôm nọ rồi. Là em không nhận được ca của anh. Nếu anh khó khăn anh có mở thầy nào, anh alo cho em sẽ giúp anh về kinh tế. Đấy, riêng kinh tế là em sẽ giúp được anh một vài triệu. Đấy, kể cả em không có, em đi xin mọi người để giúp cho anh. Nhưng về cái mở phủ này thì em không hợp cung mệnh anh. Đấy, anh nghe gì chưa? Vâng, cô không hợp cung mệnh của anh nên cô không mở. Cái duyên con đến thầy ra đồng là cô cảm thấy và con lên lên điện thầy rồi. Rồi. Và thầy vẫn bắt buộc về trình đồng và thầy bảo là tháng 6 ấy. Rồi. Con biết rồi là tháng 6 ấy, còn vào đến mùng 10 về. Nhưng thầy đều đóng bè thầy Phúc giúp rồi. Rồi. Nhưng còn mình cũng phải cái tâm mình. Còn cái mở phủ này phải mở riêng. Đúng rồi, không được mở chung đâu. Không, nghe mình mình con đấy. Đấy, phải mở phủ một mình. Trợ duyên mọi người. Rồi, có nghĩa là bây giờ anh khó khăn thì là mọi người sẽ trợ duyên cho anh. Còn như vậy là vâng, hôm đầu tiên là anh cũng nói chuyện anh nhờ cô ở đây. Đấy, nhờ em. Đấy là bây giờ là em gọi là bằng em. Đấy, nhưng mà thật sự ra là em không nhận. Đấy, đấy nên nói để rõ cho anh biết. Ví dụ anh có khó khăn, anh cứ alo. Ủa cô ơi, tình hình như vậy là, hay là em ơi, hay là anh ơi, hay cậu ơi, tình hình như vậy đến ngày con mở phủ hay là con như vậy khó khăn thì cậu giúp con, hoặc cô ơi cô giúp con, hoặc cô ơi cô giúp em. Về kinh tế một vài triệu em sẽ sẵn lòng. Đến em nói thật lòng, em sẽ sẵn lòng giúp anh về kinh tế. Đấy, không có nhiều nhưng có ít. Là em hứa là em sẽ làm được. Đấy, còn như vậy là việc mở phủ thì là em bảo ngay từ đầu là em không nhận. Đấy, riêng anh là em không nhận được. Vì chắc chắn em mở ra cho anh cũng không khỏi được bệnh. Đấy, thế nên em không dám nhận. Bây giờ nhận anh đang hoàn cảnh thế này, mở ra mấy chục triệu xong rồi không khỏi được bệnh, xong rồi lại khổ thân anh ra, thế là tốt nhất là em không làm được là em không nhận. Đấy, riêng nhà em nó khác. Em đã không nhận ai, em không là em không luôn. Em đã giúp ai là em giúp hết mình luôn. Đấy. Thầy đã nói là con lớn tao rồi. Rồi, nên là anh phải hiểu rõ như thế. Thế nên là cái ca của anh này là em không giúp được về như vậy là tâm linh. Đấy, thế nên là em chỉ giúp về, ví dụ là anh có khó khăn em sẽ giúp anh về kinh tế để cho anh như vậy là có một chút để anh lo được việc tâm linh của anh. Còn bây giờ thành công hay không là phải do anh nữa. Chứ không phải là không đâu. Không, mai mốt anh nhờ thầy ở bên anh, xong rồi mở ra không khỏi, xong lại oán trách là khổ thân các thầy. Như anh là em khẳng định, kể cả anh có nhờ thầy nào đi chăng nữa, bệnh của anh không khỏi được. Đấy, vì anh đang trong tình trạng tâm lý của anh rất là nặng. Nghe gì chưa? Anh rất là nặng về tâm lý, rất nặng về nghiệp. Thế nên là khó có thể thành công. Đấy, em khẳng định 100%. Đấy, là anh không thể thành công được. Mở ra anh vẫn bị hành. Đấy, chứ không phải là không. Vì em làm việc lâu năm rồi em phải biết chữ anh. Đến năm nay là mấy chục năm em làm việc tâm linh rồi là em phải biết. Thế nên là riêng ca của anh rất là khó. Ca của anh rất là khó. Đấy, chứ không phải là cứ nhận xong rồi ngày mai nó không khỏi khổ thân anh ra. Thế nên là riêng em là em không nhận và em không làm được cho anh. Vì là ca của anh rất là khó. Đấy, vì anh đang trong tình trạng anh bị hành là một phần, nhưng anh bị ảnh hưởng theo của cái bệnh trần và ảnh hưởng của bệnh âm. Thế đâm ra là rất là khó. Đấy. Xong rồi hai nữa là mở phủ ra xong còn phải lập đền lập phủ, phải xây điện xây đóm cơ, chứ không phải như anh nghĩ đơn giản như thế này đâu. Đấy, cho nên là cái này là phải suy nghĩ và cân nhắc cho nó chắc chắn để mình đi được đến cái bước cuộc đời mình nó khỏi khổ. Bây giờ mới 36 tuổi, tuổi trẻ, tuổi làm ăn, vẫn còn tương lai phía trước còn dài lắm, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Thế nên là về là phải cố gắng vào, không được đi nhiều, lang thang nhiều. Đấy là con đã nói như thế. Ở nhà tu trí làm ăn, nuôi vợ nuôi con, đừng nghĩ gì là mình đang bị hành, đang bị điên, đang bị dở nữa, mà mình phải nghĩ rằng là mình là người bình thường. Xong rồi đến đền đến chùa ít lại đi cho cô.
Đấy, không được đi nhiều, nghe rõ chưa? Đấy, càng đi nhiều thì mình càng mê muội, càng mê muội càng bị lẫn, càng bị lũ thì không khỏi được bệnh đâu. Đấy là cô khuyên thật lòng, nghe gì chưa? Chứ không đến lúc khổ thân anh ra. Đấy, mất tiền mà không khỏi được bệnh đâu. Chứ đừng nói là mất tiền mà khỏi được bệnh. Đấy, chứ không phải là dễ đâu. Ở đây rất là nhiều. Cô không nói sai anh đâu. Ở làng như cô này này, chứ không phải ở làng khác. Ngay làng như cô này. Đấy, có cũng mấy gia đình đi xem các lơi bầu được ăn lộc. Nghe gì chưa? Về lập điện lên. Bây giờ không được ăn lộc, còn không lấy được vợ, còn phải phá điện đi. Ở tại đất làng như cô này này, chứ không phải ở đâu xa đâu. Thế nên là mình phải cân nhắc cho nó chuẩn vào. Cân nhắc cho nó kỹ, để đường đi nước của mình nó được chuẩn. Mình mất tiền nhưng mình phải khỏi được bệnh. Chứ mất tiền không khỏi được bệnh khổ lắm. Bây giờ anh rất là khó khăn. Đấy, làm gì có tiền. Đấy, ốm đau triền miên như này làm gì có tiền đâu ra, đúng không? Đấy, có phải lúc nào mình có tiền đâu. Đấy, làm gì có tiền. Lần này làm lễ cũng phải vay mượn. Đủ trò chứ có phải chuyện đơn giản đâu mà rộn. Xong rồi nó có khỏi được hay không mà để đi làm trả lợ. Đấy. Con không vay lung tung. Thế mới bảo thế làm lẽ lần này là phải đi vay mượn chứ. Đấy là ví dụ như thế, vợ con nó phải làm gom góp bao nhiêu năm nay cho chứ. Đấy, cái đây là chính xác rồi còn gì nữa. Liệu bệnh có khỏi không đấy làm. Đấy, thế nên liệu bệnh của anh có khỏi không mới là quan trọng. Nhưng cứ đà này là không khỏi được bệnh 100%. Không có sai đâu. Thế nên là mình phải tỉnh táo vào, phải nghe cô tỉnh táo vào. Cô nói thật đấy, tỉnh táo vào. Bây giờ phải làm thế nào? Bây giờ làm như thế nào thì tự anh thôi. Đến đây thì cô bảo như thế rồi, là tự anh phải quyết đoán được của anh. Đấy, anh phải đừng nghĩ ngợi nhiều, không được nói linh tinh nhiều. Mình tự mình phải kiểm soát được bản thân mình chứ. Đấy, thì mới bảo thế, tự mình phải kiểm soát được bản thân mình. Tự mình phải cố gắng kìm chế lúc trong, lúc mà mình bị cơ hành, là mình phải kìm chế. Đừng để như vậy là nó bộc lộ ra nhiều. Xong mơ màng cũng thế, đừng nghĩ là mình mơ cái nọ cái kia, con chim, con trùng, con thật thùng, thật kiểng. Đấy, đừng có mà nghĩ đến những cái thứ đấy. Cái con thật thùng cũng gọi là mẫu, cái con thật thùng cũng gọi là cô, thì làm sao mà thành công được. Đây là mình đang trong tình trạng, mình anh đang trong tình trạng ảo tưởng đấy. Rồi, anh bị ảo tưởng, đấy là con nói thật đấy, anh không được giận. Anh đang trong tình trạng bị ảo tưởng, con thật thùng anh cũng bình luận ra nó là mẫu. Con, đấy là ví dụ như thế, hoặc là con rơi, hoặc là cái con kiến. Đấy, trong tình trạng là anh nghĩ trong đầu anh như thế, sao cô lại không biết được. Thế nên là anh không được ảo tưởng. Nghe cô thì thành công. Không được ảo tưởng ở trong đầu mình. Những con đấy là những con, anh phải biết rằng là bình thường. Đấy, chứ đừng nên ảo tưởng nó quá. Đừng nghĩ những con nọ con kia nó thành cái vật nọ vật kia được. Đấy, hiểu không? Đừng để cho nó nằm ở trong đầu mình. Đấy, lúc nào anh cũng cảm tưởng tất cả mọi thứ của anh ở trong đầu là anh không khỏi được bệnh. Bây giờ chỉ của anh, anh cứu được anh thôi. Chỉ có anh cứu được anh thôi, nghe gì chưa? Tự anh cứu được anh. Anh đừng nghĩ tất cả cái gì nó đến với mình. Mình nghĩ là mình người là bình thường. Mình nghĩ là mình phải đi làm ăn, phải nuôi con nuôi cái. Đấy, còn bây giờ mình cứ nghĩ là mình thế nọ thế kia thì mình không thể thoát được bệnh ra trong cơ thể mình đâu. Kể cả anh có đi viện cũng không khỏi được. Có đi viện bác sĩ cũng không bắt được ra bệnh. Đấy, chứ không phải là bác sĩ bắt được ra bệnh anh đâu. Thôi đúng không? Thế bây giờ đúng phải tin chứ. Đấy, đúng là mình phải tin. Mình đang trong tình trạng mình bị như thế này, đang trong tình trạng mình như bị bệnh ảnh hưởng của cơ hành, thì mình phải cố gắng kiềm chế, không được để như vậy là nó bị nặng. Thế còn cứ bị như thế là thầy. Cứ bị như thế là mình phải kiềm chế. Bây giờ mình không kiềm chế là không được. Đêm đến cũng thế, đi ngủ sớm, xong đừng nghĩ ngợi gì ở trong đầu mình. Thế bây giờ trong đầu anh lúc nào nó cũng chứa nhiều cái thứ linh tinh. Đấy, nó chứa hết tất cả mọi thứ ở trong đầu thì anh thoát làm sao được. Ê, nó chả bị điên nào, nó chả bị rồ à. Đấy, thì tự anh làm anh rồ, tự anh làm anh điên chứ. Ai làm anh điên bây giờ, tự anh hết. Nên anh phải nghe cô thì anh mới khỏi được bệnh. Khỏi được bệnh hay không là do anh như này. Đấy, chứ không phải chuyện bình thường đâu. Nghiệp nặng là một phần nhưng phải do mình như này. Bây giờ anh đừng nghĩ là anh bị, mà anh nghĩ là anh người bình thường phải đi làm, đi ăn, đi buôn, đi bán, kiếm tiền. Không nghĩ bệnh. Ông cứ nghĩ bệnh thì nó làm sao, nó chả làm ở trong đầu thì khỏi làm sao được. Trời ơi, vẫn không hiểu à.
Mệt quá, cứ nghĩ là bệnh thì nằm ở trong đầu thì làm sao khỏi được. Đừng có mà anh hiểu rằng là đừng có mà nghĩ cái gì ở trong đầu mình. Đấy, mình phải nghĩ rằng là mình là người bình thường. Đấy, vừa giờ anh bảo đi, anh đi cái nhặt cái bật nửa này, anh cũng bảo là lộc ông bảy. Đấy, thì có phải đương nhiên anh tự anh làm hại anh không? Anh phải đi xuống anh mò. Đấy, anh bảo mấy cô vừa giờ đi thì còn gì nữa? Đấy, anh nhìn thấy xong anh bảo đi xuống anh mò đúng không? Đấy, có đúng, có nói đúng không? Anh khuya rõ ràng đây là cái bật nửa, cũng là bật bật nửa ông bảy cho. Xong rồi nhìn thấy nó ở cái vũng này à? Hay là cái gì? Cung Sơn Trang, đấy. Rồi. Đấy, cái bật nửa này cũng này là nhặt được mà mất hết cả rồi, nó cũng bảo ông bảy cho. Rồi, nhưng mà anh đấy, anh nghĩ như thế này là anh cũng là đây, nằm ở trong đầu anh rồi. Biết rồi, nhưng anh khuyên mấy cô đây là lộc của ông bảy con gì đó. Đây đây, cái đơn giản như thế này anh cũng bảo được của ông bảy. Thì làm sao nó chả nằm ở trong đầu anh đang chứa rất là nhiều. Anh bị ảo tưởng đấy. Thì cái bật nửa này người ta in, người ta đến đền ông bảy, người ta đi lễ thì người ta cầm bật nửa này đi, đấy là ví dụ như thế. Nhưng mà anh này bảo bật nửa của ông bảy cho, nghe gì chưa, anh đến đây anh bảo rõ như thế. Anh bị ảo tưởng đấy, ảo tưởng, thần kinh không ổn định. Bị ảo tưởng cái bật nửa này cũng bật nửa ông bảy cho đây này, thì làm sao anh khỏi được bệnh. Đúng không, nó làm gì có bật được nữa. Nghe gì chưa, làm gì còn ga, làm gì còn cái gì nữa mà bổ về rồi bật được, nắp vào. Nắp vào, nhưng mà anh hiểu rằng là nó không có tác dụng gì. Trời ơi, 500 một cái bật nửa, 1000 cái bật nửa đây. Ấy đi nhặt, ở thì này bảo là ông bảy cho, thì làm sao anh chả ảo tưởng, đây là ảo tưởng. Ăn được quả táo đấy. Đây là ảo tưởng đấy. Ừ, anh đang bị ảo tưởng đấy này. Sống ảo tưởng thì làm sao khỏi được bệnh. Trời ơi. Thế bây giờ đi ra đồi đường kia cũng chấp nhặt được cái ví dụ bật nửa. Đấy là ví dụ đấy. Cũng ghi ông bảy, thế là cũng bảo lộc ông bảy. Đấy là ví dụ như anh đang trong tình trạng bị ảo tưởng. Bây giờ đừng ảo tưởng nữa. Không có cửa, không có ai giảng như cô đâu. Cô nói thật, anh cứ đi hết đây cùng đó. Không có ai giảng như cô đâu. Chỉ có cô là người đầu tiên thôi. Cô rất là thương anh. Cô rất là thương anh thì cô mới chỉ cho anh. Còn bình thường là cô không tiếp. Đấy là cô nói thật như thế. Tự nhiên như vậy là tiếp với anh mất rất là nhiều thời gian. Rồi mà mệt mỏi đúng không? Nhưng mà anh này không thông được ra. Thì muốn cho anh khỏi được bệnh này, muốn cho anh thông được cái lão của anh ra này, là anh phải nghe những gì cô nói. Những gì em nói nó hoàn toàn là chính xác, hoàn toàn là đúng, chứ không phải dẫn cho anh con đường khổ thân anh ra. Bây giờ muốn cho anh được bình phục là anh phải nghe cô. Anh không được ảo tưởng sức mạnh. Có nghĩa là mình ảo tưởng là mệt lắm. Trong đầu anh đang chứa rất là nhiều thứ ở trong đầu. Đấy, nào thì thần kinh, nào thì cơ hành. Chứ không phải là anh nghĩ độc bị cơ hành không, mà anh còn nghĩ là bệnh của anh đang thần kinh như này. Nhưng anh sống kêu kiểu này, ảo tưởng này là bệnh thần kinh thật. Mà người ta đưa đi viện thần kinh, người ta tiêm cho là nó sẽ bị thần kinh, là không bao giờ chữa được nữa. Thế nên là mình phải cố gắng lên, phải hết sức chịu đựng. Đấy, phải tinh cái tâm lại. Đầu óc nghĩ thôi, đừng nghĩ nhiều. Càng nghĩ nhiều thì càng bị. Nghe gì chưa? Đấy, gọi là ảnh hưởng của thần kinh đấy. Đi viện là người ta tiêm cho là chỉ có chết. Rồi, thế nên là phải cố gắng vào. Cái đầu mình đừng nghĩ nhiều nữa. Nha, cái đầu không được nghĩ nhiều. Đấy, đừng chứa nhiều nữa. Trời ơi, cái gì cũng chứa thế này thì làm sao mà được. Đi nhặt cái bật nửa đây, cũng bật nửa ông bảy cho. Đây là mình đang thần kinh rồi đấy. Chấn chưa? Mình đang thần kinh thì cái bật nửa hỏng này vứt đi rồi cũng bật nửa ông bảy. Đấy, ta ảo tưởng thế này. Bị ảo tưởng thì làm sao mà khỏi được bệnh. Vắt mẹ nó đi. Con không vắt, đấy thấy chưa, đấy gọi là ảo tưởng đấy. Rồi, bị ảo tưởng. Ô, ảo tưởng thì kệ, thế thì chịu. Trời ơi, ảo tưởng kệ, thế thì chả chữa được. Ảo tưởng, đấy, anh vừa anh bảo kệ, thế thì cô chịu. Cô dạy từ đầu đến giờ lại bảo ảo tưởng cũng được, kệ, thế thì cô chịu. Chưa ai dạy á? Chưa có thầy nào dạy đúng không? Đây là ảo tưởng rồi. Ảo tưởng là không khỏi được bệnh đâu. Có làm lẽ mất tiền.
ảo tưởng con làm lễ mất tiền đấy. Con nói thật đấy, cho nên cô không nhận anh là như thế. Đấy, cô có nhận đâu. Cô không nhận luôn. Anh đến là cô không nhận luôn đấy, vì nó ảo tưởng là không chữa được. Bây giờ chỉ có anh chữa được anh thôi. Tự anh phải cố gắng. Vâng, anh uống nước đi. Mình không được ảo tưởng nghe gì chưa? Cô nước. Anh hút thuốc đi. Nên là anh đừng nghĩ ngợi nhiều, đừng ảo tưởng nhiều. Ảo tưởng nó không chữa được mình đâu. Bây giờ chỉ có anh mới cứu được anh thôi. Bây giờ anh cứ sống theo kiểu ảo tưởng, anh mệt lắm. Là mình không khỏi được bệnh. Anh muốn khỏi được bệnh là anh đừng nghĩ cái gì ở trong đầu anh. Anh nghĩ là anh là người bình thường, ngày mai mình phải đi buôn đi bán hoặc là đi xây. Đấy. Thua còn gì nữa, anh ảo tưởng là anh chết. Vì nhà anh hai anh em đều bị. Đấy. Bây giờ mình cứ lang thang cái này thì làm sao mà được. Ăn ở nhà thủy cơm. Đấy, thì làm sao mà được. Mình đàn ông 36 tuổi, khỏe mạnh, bình an. Khỏe mạnh thế này, thì vợ nó chả chán, nó chả bỏ. Nói anh thông cảm, nó còn phải đi mấy đứa khác nữa, chứ không phải nó ở với anh đâu mà rồi. Đấy, cái khoản như vậy là anh yếu sức này, anh không phục vụ được vợ này. Anh không làm được này. Đấy, tối đến anh không ôm ấp được vợ anh này, thì nó chả chán, nó chả bỏ. Cái đấy là cái sự thật. Em nói thật với anh như thế đấy. Nó phải chán chứ. Nó phải bỏ anh chứ. Bỏ anh thì anh lang thang. Anh mất vợ mất con. Đúng không? Thế bây giờ là phải cố gắng lên thì mới có vợ có con được. Tương lai gia đình nhà mình phía trước đang chờ đón mình. Mình không được nghĩ ngợi nhiều. Mình không được thế nọ thế kia. Mình phải nghĩ là mình khỏe mạnh, mình phải kiếm tiền để nuôi vợ nuôi con. Cái tuổi còn trẻ này, cuộc sống còn mấy chục năm nữa. Thế bây giờ anh bị rồ bị dại ra thì anh là người chịu thiệt chứ ai chịu cho anh. Anh là người như vậy khổ cho ai, khổ cho anh. Ê, vợ cũng thế là nó bỏ, nó đi lấy chồng khác. Con cũng thế, lâu ngày nó cũng chán. Đấy, anh thì cô nói đúng chưa? Đúng rồi thì phải nghe cô. Cô đang muốn cứu anh như này. Đang muốn cho anh khỏi được bệnh như này. Thì cô mới phân tích cho anh để cho anh biết. Anh phải nghe những gì cô nói. Còn anh không nghe là anh không được đâu. Là không bao giờ chữa được cho anh đâu. Anh phải nghe cô này. Vợ con nhá. Tương lai của anh nhá, đang chờ anh phía trước. Bây giờ anh có 36 tuổi, anh còn mấy chục năm đường đời nữa. Đấy, bây giờ anh phải nghe đây này. Anh không bình tĩnh, anh không thoát được những cái bệnh của anh ở trong đầu ra, thì anh sẽ bị rồ, bị điên, bị dại. Thì vợ nó sẽ bỏ, đúng không? Đấy, nó mới đi mấy thằng khác. Thì đương nhiên mình mất nhà, mất cửa, mất vợ, mất con. Mình phải đi lang thang, mình bị điên dại, bị rồ. Đấy, anh phải hiểu rằng những người bị điên dại rồ thấy khổ chưa? Đấy, phải ăn bẩn, ở bẩn. Đấy, sống trong cuộc sống như vậy, cô độc, một mình. Đấy, thế nên anh phải nghe cô những lời cô nói này. Thì anh muốn được gia đình anh hạnh phúc thì anh phải nghe cô. Anh không được để cái gì ở trong đầu anh nữa. Và anh phải trở lại được người bình thường. Thì anh mới có vợ, có con, có gia đình, có tương lai, có cuộc sống. Lúc ốm, lúc đau, vợ con trông nom. Đấy, rồi bây giờ anh làm như thế này anh mất hết tất cả đây này. Cứ như thế này anh sẽ mất hết toàn bộ. Mất vợ, mất con, mất gia đình, mất nhà, mất cửa, đi lang thang ngoài đường. Đúng không? Điên dại rồi. Anh em nó cũng bỏ. Đấy, bị rồi chứ chưa phải là chưa bị đâu. Đấy, bị rồi thì phải bây giờ phải thôi đi. Đừng để nó như thế này nữa. Xong rồi lâu quá nó phải đưa đi chạy. Nó tiêm cho. Xong rồi bắt đầu tê liệt ra. Về điên tận thêm. Trời ơi, sao mà mình không thoát được ra này làm sao? Cô thấy nó dễ lắm. Không có gì gọi là khó. Đấy, thì anh phải chấp nhận chứ. Đương nhiên anh mất gia đình, anh mất vợ, mất con. Đương nhiên anh mất tất cả mọi thứ. Mất anh, mất em, mất bố, mất mẹ. Vì anh điên anh dại anh rồi thì biết bố mẹ mình là ai, biết vợ mình là ai, biết con mình là ai. Bây giờ phải tỉnh táo lên. Đấy. Thế mới bảo thế thì bây giờ cứ như thế này thì vợ này chả chán thì sao? Ừ, thì nó chả bỏ thì sao? Nó bỏ nó đi mấy đứa khác thì anh mất đúng không? Xong rồi mất con nữa đúng không? Đấy, thì bây giờ anh muốn có vợ anh cùng gia đình anh hạnh phúc. Thì anh phải nghe cô những lời cô nói của ngày hôm nay. Thì anh sẽ được tất cả. Anh sẽ có vợ, có con, có gia đình, có anh, có em, có bố, có mẹ. Còn anh làm như thế này là anh sẽ mất hết tất cả mọi thứ đi này. Thế nên cô rất là thương anh, em rất là thương anh. Nên em khuyên anh một lời chân thật từ đáy lòng của em đối với lại bản thân anh. Thế nên anh phải nghe những cái gì em nói với anh.
là anh phải cố gắng để như vậy mình sẽ khỏi được bệnh và mình sẽ trở lại người bình thường. Em cảm tưởng anh rất là dễ khỏi được bệnh đấy, chứ không phải là không, nhưng chẳng qua là anh đi sâu quá. Đấy, mình nghĩ nhiều quá, lung tung quá, đâm ra nó bị dẫn dắt đến ngày hôm nay. Nên là không được nghĩ ngợi nhiều, đừng nghĩ lúc nào có Phật Thánh ở trong người mình. Đấy, mình phải nghĩ rằng là thôi, mình căn số hoặc là mình bị thế này, nhưng mình phải cố gắng là mình sẽ khỏi được bệnh. Còn lúc nào cũng nghĩ là có người nọ nhập, người kia nhập, ma nhập rồi người nọ người kia nhập, là anh sẽ bị đắm chìm là không thể chữa được nữa. Nghe gì chưa? Đấy là cô nói thật đi chứ không phải là không. Anh đang trong tình trạng bị ảnh hưởng của mê muội, ảnh hưởng của đi sâu. Đấy, thì trong tâm trí của anh nó không được thoát ra. Cái đầu của anh nó ủ ấp nhiều cái không tốt. Đấy, đâm ra là nó lúc nào nó nằm ở trong đầu, gọi là bị thần kinh đó. Đấy, không phải là chính mình là bệnh thần kinh rồi còn gì nữa. Ừ. Chứ còn là anh gặp được em là quá may mắn. May mắn làm sao em chỉ cho anh đường đi lướt bước, bắt được ra bệnh của anh, biết được bệnh của anh là anh phải tin, đấy là nói thật. Chứ còn là ví dụ là anh phải hiểu rằng là bây giờ làm lễ là phải tốn kém. Đấy, thế nên là mình phải cố gắng thì mình không phải làm lễ nữa. Đấy là nói thật, để nó khỏi được bệnh, cái tiền đấy mình lo cho gia đình. Đấy, bây giờ như vậy là mình bỏ tiền ra, xong ngày mai mình không khỏi, mình cứ đi lang thang, xong rồi mình cứ đi chỗ nọ chỗ kia, cuối cùng mình không thành công đâu. Thế nên là làm sao em lại không nhận anh ngay từ bước ban đầu, là em biết ngay là anh không khỏi được. Đấy, cả em trai nhà anh thế, em không nhận đi tay. Hai anh em đến cô cũng chỉ dạy cho. Đúng rồi, cô. Đấy, cô không nhận ngay hôm gặp ở Lành Giang. Cô bảo ngay rồi. Rồi, cô bảo ngay là cô không nhận, mà cô chỉ cho đường đi lướt bước thôi. Rồi, chứ còn nhận của anh, nhưng mà anh tình trạng như này không khỏi được, mang tiếng em ra chết. Đây là nói thật, chứ không phải là em thế nọ thế kia. Ví dụ là anh sang tháng anh có làm thì anh khó khăn về kinh tế, anh cứ ăn lô, em sẽ tạo phúc cho anh, sẽ giúp anh về mặt không có nhiều, nhưng về mặt một chút, không, em sẽ giúp anh. Nhưng còn về làm lễ là nhà em ở đây là em không nhận ngay từ đầu, kể cả em trai nhà anh hôm nọ cũng thế. Nhắn tin là cô ơi cô giúp, đấy cô giúp con, lập đàn cho con, cô bảo ngay, anh ơi anh về Hải Dương, anh xem có thầy nào, nhờ các thầy đi gần gũi hơn, các anh đi lại nó thuận tiện. Còn bây giờ như vậy là xa xôi như thế này, các anh đi lại rất là khó khăn. Đấy, và hai nữa là em không, em làm cho nó không thành công đâu. Đấy, không thành công đến lúc đi khổ thân các anh ra. Vì làm sao cái cung mệnh của em không hợp với các anh. Đấy, em chỉ có lời khuyên thôi. Và lời khuyên và lời chỉ bảo cho các anh, để cho các anh đi được con đường đúng và con đường tốt. Chứ còn là nói thật với anh là lộc thầy nhưng phúc chủ đấy, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Thế nên là mình phải, một là mình phải tâm huyết, hai nữa là mình phải nhất tâm, ba nữa là mình phải xin ra tiên tiền tổ nhà mình. Đấy, để các cụ thương cho, để gặp được nhân duyên, gặp được các thầy, để như vậy là mình được khóa lễ cho nó trọn vẹn. Xong rồi mình xin các cụ nhà mình để cho bệnh tật của mình qua tai nạn khỏi, gặp được thầy, gặp được bác sĩ, để chữa cho mình được khỏi được bệnh, để tương lai mình, con mình, vợ mình phía trước mình đang chờ đón mình trong cuộc sống. Còn để như thế này rất là khó khăn cho anh. Cuộc sống của anh đang đắm chìm, gia đình đang trong tình trạng rắc rối, con cái, rồi như vậy anh em, rồi mọi thứ về vật chất, kinh tế khó khăn. Con bị bệnh hôm qua con dẫn Hải Phòng là một số con mấy cái con cứ sân ấy, con dẫn vì đồng thầy bỏ phải có người thân lên đấy, và hoặc mẹ hoặc vợ hoặc bố hoặc em không được, bố mẹ hoặc vợ không vợ vợ lên, thì con về con nói với mẹ con đầu tiên, bố con thì nó tâm thì nó không hướng về đấy, nó nói mẹ con bác gái ở nhà bảo làm sao. Con nói mẹ là con sợ mẹ con lên là con làm đấy, thì mẹ con thì trước thì cũng con bị ốm ấy, thì mẹ lên để nói về cái căn số của con, bệnh của con, còn âm bệnh trần của con. Cái việc này nó phải thuận vợ thuận chồng chứ anh. Ví dụ anh sang tháng anh mở phủ là anh phải về bàn bạc với lại vợ.
Đấy, bàn bạc với vợ tình hình như vậy là tôi nó căn số nó như thế này. Bây giờ tôi phải mở phủ. Thì bây giờ như vậy là vợ phải đồng tình cùng với lại chồng về kinh tế, về vật chất, về tâm lý. Còn bây giờ anh cứ bảo anh làm nhưng mà vợ nó không đồng ý thì rất là khó khăn. Thế là cô chỉ nói như anh hiểu như thế. Rồi. Rồi. Có nghĩa là anh phải thuận vợ, thuận chồng, thuận gia đình. Thì cái khóa lễ của mình, cái quả tu của mình nó mới thành công. Còn bây giờ không thuận vợ, thuận chồng, khóa lễ mình nó không thành công, quả tu mình nó không trọn vẹn đâu. Thế nên là về mình phải cân nhắc, phải suy nghĩ, phải bàn bạc với lại vợ, với gia đình nhà mình. Đấy, vì là cái việc này cũng phải do vợ nó quyết nữa. Vì vợ nó là người chủ, bây giờ nó là chủ trong gia đình, nó kiếm được tiền. Đấy. Thế nên là nó có đồng ý không nó cũng phải do vợ anh. Nên là cái này thì cái việc, đúng rồi, cái việc này thì anh cứ về anh bàn bạc với chị ở nhà để cho nó thuận, vợ thuận chồng mình đi làm thì nó sẽ tốt hơn. Còn bây giờ nó cũng tháng 7 rồi, sắp làm tháng 7 rồi. Thế thời gian thì nó cũng là sắp đến nơi rồi. Thời gian có nghĩa là cái thời gian làm lễ của anh nó sắp đến nơi rồi. Đấy, ví dụ anh nhờ thầy ở bên Hải Dương nó sắp đến nơi rồi. Thế nên là về cứ phải bàn bạc cho nó kỹ càng. Nên là theo như cô như thế thì nó sẽ tốt cho bản thân của anh và tốt cho gia đình nhà anh. Đấy, một là nó không bị trục trặc, hai nữa là vợ chồng nó không bị thế nọ thế kia. Đấy, thì nó sẽ rất là thuận. Thế nên là cái này là phải thuận vợ thuận chồng. Đấy, người ta các cụ đã nói rồi, thuận vợ thuận chồng thì tát biển đông cũng cạn. Đấy, không thuận vợ thuận chồng thì rất là khó. Đúng rồi, thế nên là cái việc này là theo như em là anh phải về bàn bạc. Đấy, cho nó kỹ lưỡng. Xong rồi bắt đầu là sang thỉnh thầy. Đấy, thầy là phải mình phải thỉnh. Đấy là phải thỉnh thầy, xong rồi thầy chọn cho ngày đẹp. Để như vậy là mình khai đàn, mình mở phủ. Xong mình ra mình hầu hạ. Dạ vâng. Thế nên là thật trong cái bước này là mình phải cố gắng. Cái tâm của mình nó được tịnh, cái tâm của mình nó được thịnh thì nó thoát được ra các bệnh tật ở trong cơ thể của mình. Còn anh cứ suy nghĩ nhiều, xong lúc nào cũng nghĩ trời ơi mình là lúc nào cũng cô cậu nhập thì mình, đấy là cô chỉ nói ví dụ như thế, là mình không khỏi được bệnh đâu. Bình an thì bây giờ tự anh là anh được bình an. Chứ còn lúc nào có ông thấy anh là có căn số đi thì còn gì nữa, sao cô lại không biết. Anh phải tự anh thôi. Tự anh thoát được ra bệnh của anh ở trong cơ thể anh là khỏe. Chứ có cái gì đâu mà rộn. Tim gan phổi dạ dày không bị làm sao. Mỗi cái đầu này cái thần kinh này nó nặng lề nó ra thế. Chứ còn tim gan phổi có ung thư có dạ dày có bị làm sao đâu mà rộn. Xong hai nó là mai à có ung thư đâu mà rộn. Mai mốt cũng thế phải đi kiểm tra lốt. Anh phải đi kiểm tra này. Kiểm tra cái dạ dày của anh xem nó có bị trào ngược không. Đấy, nên nó bị ọ như thế. Ọ như thế này cứ bảo là bị hành. Anh bị trào ngược dạ dày. Đấy, anh bị trào ngược dạ dày. Thế nên là mỗi một lúc là anh cứ thỉnh thoảng anh ấp lên. Rồi, anh bị trào ngược dạ dày. Trào ngược dạ dày thì mỗi một lần anh ấp lên thì cái dạ dày của anh nó cuốn lên cổ. Thì nó bị nghẹn. Chứ không phải là bị hành. Đấy, thế nên cứ bảo làm sao con lại bị ấp. Nên là trào ngược dạ dày. Đây là bệnh, đây là bệnh trần. Bệnh đến bệnh trần là phải đi viện chữa. Rồi, đây là bị trào ngược dạ dày. Thế nên là mỗi lúc anh ấp lên xong rồi bắt đầu là cái hơi nó lại đùn lên. Rồi, đây là bị dạ dày. Chứ chẳng làm gì có bị hành đâu mà rộn. Rồi, đây là trào ngược của dạ dày. Rồi, nó mới đút đút lên cổ. Cái hơi của nó đầy lên cổ. Mình bị ấp. Rồi, nó bị ấp lên cổ đây này. Chứ không phải là bị hành đâu. Nghe rõ chưa? Anh là bị dạ dày. Mỗi một lần ấp là cái hơi, cái dạ dày của anh nó đun đút lên cổ. Nó làm cho anh như vậy là khổ, cái cổ của anh khó thở. Đấy là bị dạ dày. Chứ không phải là bị hành đâu. Đây là bị ảnh hưởng của đau dạ dày đấy. Rồi, đấy là bị dạ dày rồi còn gì nữa. Thế nên là cái hơi ở cổ nó mới khó thở. Đây là cái dạ dày, nghe gì chưa? Cái dạ dày của mình nó bị, nó làm, bóng ơi, cái dạ dày của mình nó bị đau. Thế là mỗi một lúc là mình như vậy là nó, cái hơi của mình nó đẩy lên cái cổ, làm cho cái cổ của mình nó bị ấp, nó nghẹt. Thế đâm ra là cứ bổ bị hành, chứ chẳng làm gì có bị hành ở cái cổ này đâu. Đây là bị dạ dày. Thế nên tự mình phải khỏi được bệnh đi, trời ơi.
Chẳng nghĩ lung tung thì nó chả bị điên, chả bị dò. Nay mai nó còn cho đi viện nữa chứ không phải thế này thôi đâu. Thì nó nặng quá. Chả thế à? Cứ nghĩ linh tung thì nó chả cho đi viện. Cho đi viện thì chỉ có điên, chỉ có dò, chỉ có dạ. Chả thế sao? Nó cho đi bệnh viện thần kinh là thôi. Ô thì bây giờ mình lấy vợ rồi, chủ yếu là vợ thôi chứ. Bố mẹ nuôi con trưởng thành, gả vợ gả chồng xong là tự các con phải kiếm ăn chứ. Đấy, còn vợ nó là chủ yếu. Thế bây giờ anh muốn được hạnh phúc, muốn được gia đình được bình an, muốn được khỏi được bệnh thì cái suy nghĩ của anh ít đi. Đừng nghĩ là mình bị cơ đầy, đừng nghĩ là mình bị điên, bị dại, bị dồ nữa. Mình nghĩ là mình người là bình thường thì mới thoát được ra cái bệnh của mình mới khỏi được. Nói đến thế mà, giảng đến thế mà còn không hiểu nữa thì chịu. Không có chỗ nào chữa được cho anh đâu. Tự anh phải cứu lấy anh. Tự anh phải khỏi được bệnh của anh. Rồi. Cái đầu nó tỉnh. Không tu mê. Đi sang cô để nghe cô giảng thôi. Thế à? Không phải là sang cô để nghe. Cô biết rồi. Có nghĩa là sang đây để cô chỉ cho đường đi lướt bước. Rồi, cô chỉ cho đường đi lướt bước để cho mình khỏi được bệnh. Rồi. Bây giờ vợ con nó chịu khó như thế, nó làm lùng như thế thì mình phải thương. Đi vợ nó đi làm, mình không làm được việc nặng thì phải ở nhà thổi cơm thổi nước. Xong rồi đi buôn đi bán đi. Cứ ăn ở nhà thì làm sao nó trở ra bệnh. Chả làm gì thì nó trở ra bệnh. Trước khi làm thì bây giờ phải đi làm chứ. Mình có ốm đau đâu mà mình không đi làm. Nó ươn người ra. Đúng không? Nay ăn rồi chơi, ngày mai ăn rồi chơi, ngày kia ăn rồi chơi. Thế là mình trong cơ thể mình nó buồn bã. Nó ì ra, nó không có sức khỏe nữa thì làm sao mình đi làm. Thế bây giờ mình phải đi làm. Ngày nay không làm được việc nặng thì mình phải làm việc nhẹ. Đi buôn đi bán, đi đồng lát cũng kiếm được tiền. Đạp cái xe. Trời ơi, không đi làm thì làm sao mà được. Cứ ăn ở nhà thì làm sao nó chả ra bệnh. Trời ơi. Biết rồi thì về phải thay đổi ngay mai đi. Mai phải đi làm luôn. Tâm tính bây giờ chỉ có anh cứu được anh thôi. Chứ còn lẽ khỏi làm sao được. Nói như thế rồi vẫn không hiểu. Phải đi làm. Ê, bây giờ cứ ăn ở nhà thì làm sao khỏi được bệnh. Lại hỏi cái điện bật làm gì. Đấy, bây giờ phải đi làm đi. Ngày mai đi làm đi. Còn làm cái gì bây giờ thì tự anh phải biết chứ. Ồ thì chết rồi. Đi đồng lát, đi buôn, đi như vậy là phụ vữa. Em trai đi là việc của nó, còn mình đi việc của mình. Vất vợ những cái vòng kia đi. Đây này, đeo làm gì nắm đây, tay đeo bằng bao nhiêu vòng thì làm gì này. Không, cái vòng này nó em tốt rồi. Vòng này tốt cái gì? Đeo làm gì lắm vòng này. Tay đầy vòng đầy các thứ linh tinh làm cái gì. Mình đàn ông. Ơ thật đấy còn gì nữa. Cất đi không đeo nữa. Đi buôn đi bán đi. Thế mà trước mà cứ vất quần áo cũ thì vợ nó dắt như vậy. Tao bảo vất linh tinh. Cái này thì vất vòng. Cất những cái vòng ấy đi không đeo nữa. Đi buôn đi. Ngày mai cô xin cho đi buôn. Nói thật đấy. Mai đi đầm nát hoặc đi như vậy là mua cái nọ cái kia bán. Ngày kiếm đi 10.000, 20.000 cũng được. Cho nó khỏe mạnh. Còn hơn nằm đi ý ra ở nhà xong lúc nào cũng nghĩ ma. Lúc nào cũng nghĩ bị hành thì nó chả điên chả dại chả dồ. Trời ơi có mà tài thánh chữa được. Cô nói thật đấy. Chứ cô không chẳng nghe là bầu anh bao nhiêu cái xấu của anh. Để tự anh làm nên anh đấy chứ không phải chuyện bình thường. Mai đi buôn đầm nát bầu em trai nó đưa đi. Bầu mày cho tao đi theo mấy. Tao đạp xe đi cùng buôn đầm nát của mấy em trai. Đây là ví dụ như thế. Cho tao đi kiếm tiền 5.000, 10.000. Nghe rõ chưa? Xong rồi bắt đầu là như vậy là phải đi. Chứ còn ở nhà ăn được chơi, lười, cơ thể mệt mỏi, chán làm, không làm ăn gì được. Nghe rõ chưa? Đấy. Cứ ăn được chơi thì làm sao mà khỏi được bệnh. Cứ bỏ bệnh ở đâu? Bệnh ở cái đầu đấy. Cái đầu không biết suy nghĩ thì nó chả ra bệnh. Ừ, tự mình đi buôn đồng lát. Mua vỏ chai. Ve chai ngày hôm nay được 10.000, ngày mai 20.000, ngày kia 30.000. Chả thế còn gì nữa.
Còn gì nữa? Đây bây giờ không đi buôn đi bán gì, cứ ăn ở nhà. Đến bữa thủy lời cơm, xong trưa lại ăn cơm, xong lại đi ngủ một lúc, xong lại dậy quanh quẩn lại ngồi ở nhà. Xong tối làm mơ màng, nào thì con thật thùng nó cũng thành ra như vậy là cái này, nào thì con rắn cũng thành ra cái này, nào như vậy là cái con chim bay cũng thành ra cái này, thì làm sao nó chả điên. Trời ơi, bệnh đấy chứ bệnh đâu mà dọn lười thì chịu chết. Không qua mắt thì cô thật đi còn gì nữa. Đây gọi là bệnh lười. Cô cứ mắng cho đấy chứ không phải không đâu. Lười là chỉ có chết. Phải có làm thì mới có ăn được. Bây giờ cứ dựa cho bệnh, xong rồi không đi làm thì chỉ có đói. Cô nói thật đấy, không đi làm còn lâu mới có ăn. Phải đi làm, khỏe mạnh thế này. Phải đi làm, 1.000, 2.000, 3.000 cũng quý. Vợ con nó mới yêu, nó mới thương chứ. Bây giờ cứ dựa cho bị cơ hành, dựa cho bệnh, xong rồi ăn ngồi ở nhà thì có một nó xê lê ra ngoài đường, mất vợ, mất con luôn lập tức. Cô nói thật đấy, cô không có nói dối đâu. Anh muốn như vậy là cuộc đời của anh, tương lai của anh sáng. Rồi, anh phải nghe cô. Những mọi thứ của anh bỏ hết đi, anh làm lại từ đầu, anh sẽ thành công. Không như vậy là anh phải nghe nhé. Không nghĩ gì ở trong đầu nữa. Đi buôn, mai đi Đồng Lát, cô xin cho. Cô nói thật đấy. Ừ. Mai đi là phải gọi điện cho cô, gọi Zalo. Đấy, hát cho, gọi Zalo cô nhìn mặt xem có phải đi buôn Đồng Lát thật không hay lại ngồi ở nhà. Nếu tin cô thì ngày mai phải làm đúng như cô nói. Mai đi buôn Đồng Lát đi. Đấy, nghề đấy chứ nghề nào. Không đi xây được thì, không đi xách vữa được thì bước đầu hắn đi như thế. Phải từng bước một thì mới thành công được chứ. Bây giờ cứ ăn ngồi ở nhà, xong rồi cứ bổ là ma tà nhập, cứ bổ cơ hành, xong bổ thế nọ thế kia thì chịu. Cố gắng lên. Con người ta ai nó cũng có một cái số. Nghe gì chưa? Đấy, cái số là cũng là một phần, nhưng mà phải tự mình phải cố gắng. Đấy, bản thân em trước cũng thế đấy chứ. Em bị điên, bị dại, bị dồ, phải đi ở, nhưng em phải cố gắng em mới được ngày hôm nay chứ. Đấy, qua bao nhiêu giai đoạn em biết rồi. Ngày nay bị hành, ngày mai khỏi phải đi làm luôn, xách túi đi làm luôn, ngày kia bị hành lại tính tiếp thì mới được chứ. Bây giờ các anh độc có dựa vào như thế thì làm sao mà được. Thế nên là anh phải cố gắng lên. Ừ, phải nghe cô thì anh khỏi được bệnh. Đấy, bệnh của anh đấy là phải cố gắng thì mới được. Nghe chưa? Ừ. Anh phải cố gắng nhá, thì anh sẽ được, mà anh không cố gắng là anh không được. Đấy, mọi việc là cô cũng chỉ cân nhắc anh như thế thôi. À, có cái gì không phải thì anh cũng gọi là bây giờ là người trần với nhau, là anh phải xì xả đi. Và mọi việc của anh, chúc anh như vậy cố gắng được tốt lành, cố gắng anh được tốt, và mọi việc của anh cố gắng, tương lai phía trước của anh đang chờ đón anh. Anh sẽ hết được bệnh và anh sẽ như vậy là trở lại người bình thường, đi làm ăn nuôi vợ nuôi con, gia đình được hạnh phúc, con cái được khỏe mạnh, mọi việc được tốt lành, gia đạo được bình an. Thế là chúc mừng anh như thế. Còn anh cứ như thế này là rất là mệt. Bố thì đang ung thư đúng không? Đấy, bố anh thì đang ung thư. Đấy, mẹ thì phải cân Đồng Lát. Em trai thì chưa vợ. Thế anh phải nghĩ thế là cuộc đời nó khổ như thế nào. Thế nên là mình phải cố gắng vào thì sẽ vượt qua. Đấy, anh có muốn nói gì không? Cảm ơn thầy.